Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Toàn cầu Cà phê Hương Lộ 2 tổ chức chương trình Món quà yêu thương nhằm hỗ trợ lương thực thực phẩm cho các hộ gia đình, quân dân tại khu nhà công vụ phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã trao 70 xuất quà mỗi suất khoảng 350.000 đồng, gồm gạo, mì tôm, dầu ăn, rau củ quả các loại và một số nhu yếu phẩm cần thiết khác, với tổng kinh phí khoảng 25 triệu đồng cho các hộ gia đình quân dân tại khu nhà công vụ phường Long Tâm. Kinh phí trao quà do cán bộ chiến sĩ phòng hậu cần, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đóng góp cùng với sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm món quà yêu thương thể hiện tình cảm trách nhiệm của lực lượng vũ trang tỉnh chung sức đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho các gia đình quân dân góp phần củng cố tăng cường tình đoàn kết quân dân làm sáng đẹp thêm hình ảnh bộ đội cụ hồ